Dạ em xin phóng sanh 9 ký cá bóng con này cho chị Phượng ở Tây Đức, hồi hướng cho hương linh ba của chị sớm được giáng sanh, thoát khỏi cảnh giới khổ. Dạ. À, mấy con chết thì em lấy lên, con sống thì mình sẽ thả. Dạ rồi. Bây giờ là thả ha. Thả xuống nước cho bơi đi bạn. Bạn thả đi. Rồi, nó bơi ra. Ra ra. Dạ rồi. Cảm ơn bạn.